Nếu mà những KOL đầu ngành kiếm được 1 tỷ, 2 tỷ em nghĩ là có. Nhưng mà nếu mà lên tới hàng chục tỷ là nó hoàn toàn không bao giờ khả thi hết. Đúng không? Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là để được 1 tỷ đó đó, nó chảy ra xương máu và nó rất là khó. Và nó chỉ có 1-2 trường hợp cá biệt thôi. Thậm chí em nói trước là nhà em, tất cả những bạn cũng không làm được những chuyện như vậy. Thì con số đó là những con số nó quá lớn. Đương nhiên là khi mình công bố, ví dụ như mình công bố một con số là một những cái case mà gần đây đi, hoặc công bố cái 1 triệu đô đi. Bây giờ mọi người hay nói một cái 1 triệu đô, phiên live 1 triệu đô. Thì trung bình nha, cái con số thực tế mà một cái phiên live 1 triệu đô á, đôi khi á, mọi người nhận á, nó thuộc hàng trăm, mấy trăm thôi. Mình sẽ không nói chính xác được, tại tùy vào từng cái team hay là từng cái khác. Đó, tại vì bây giờ là nếu mà live lớn như vậy thì nó sẽ đổi, nó sẽ kèm theo rất là nhiều thứ. Ví dụ mình nói sơ nhất là vấn đề nhân sự đi. Phiên live 1 triệu đô, ít nhất nhân sự cho cái buổi live đó nó phải từ 40 đến 50 người trở lên. Và họ đã làm việc cực lực trong vòng từ 1 tuần tới 2 tuần. Và sau khi live 2 tuần họ vẫn phải làm việc. Thế tại vì trước live thì mình sẽ chuẩn bị cho phiên live đó thì chút điêu. Ví dụ như là một cái phiên 1 triệu đô thì mình sẽ phải làm việc với chừng từ 200 tới 300 nhãn hàng. Và nó sẽ có khoảng từ 1.000 cho tới 1.000 deal list. Và cái kho, để bán được 1 triệu đô thì cái kho bán ngày hôm đó của mình nó phải lên tới khoảng 10 triệu đô thì mình mới bán được 1 triệu đô. Thì mình phải chuẩn bị hàng hóa, mình phải làm giấy tờ, mình phải đi xin, mình phải liên hệ từng nơi, mình phải đi check từng cái nền tảng coi giá cả đó ok hay không, sản phẩm là gì đó, thì nó đã tốn hết bao nhiêu đó con người rồi. Nó ngày vận hành đi, ngày vận hành ví dụ như 40-50 con người, riêng tiền ăn tiền uống tiền studio thôi nó đã cỡ đó rồi, chưa kể nữa là cái phần trăm càng lúc nó càng ít lại. Và như chị Vân có nói là cái phần tỷ lệ thủy đơn của sao tự nhiên thế giờ nó gấp ta. Cái tỷ lệ hủy đơn nó cũng khá là cao ở TikTok Shop, bây giờ nó trên 30% rồi. Đó là tỷ lệ hủy đơn nó cũng có và phần trăm nó cũng ít, cho nên con số mình thấy là đó là chưa tính tiền thuế nữa nha. Cộng lại cho nên là chưa rồi. Mọi người bắt đầu ngoài cái chuyện mà đua về số mà còn đua về cái sự hoành tráng. Một cái billboard ở ngoài sông Bạch Đằng đó là 300 triệu cho một tuần rồi. Đó là mấy cái tòa nhà rồi mấy cái thang máy hay tất cả mọi thứ nữa nó cộng lại, cho nên là một cái phiên như vậy á, các bạn đôi khi á, một cái team mà đua được con số đó họ phải bỏ ra riêng cái tiền túi của họ để chuẩn bị cho một phiên đó, nó có thể lên tới 2 tỷ là nhiều, mà có thể trung bình là 500-700 một tỷ cũng có. Đó là khi mà mình chưa biết mình có về số hay không, mình đã phải trả bao nhiêu đó tiền rồi, chưa tính tiền nhân sự. Cho nên khi cái cục tiền mình về có thể nó nhiều, nhưng mà trừ đi một hồi á, cái thực nhận sau cùng mình nhận á, và sau khi cái đóng thuế á, thì nó lại không có bao nhiêu hết. Nó chưa hẳn là một cái ngành mà mọi người cảm thấy rằng là nó quá dễ thở như mà đại chúng vẫn vẫn nghĩ.